X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tam Quốc diễn nghĩa, như một vở kịch về lịch sử, đã trở thành một kiệt tác trường tồn nhờ khắc họa sâu sắc những thăng trầm của các nhân vật. Mọi người bàn tán không ngớt về tác phẩm này, bị mê hoặc bởi những anh hùng thuộc các phe khác nhau, và những anh hùng sáng chói nhất của tục Hán là Ngũ Hổ Tướng Quân. Một trong ngũ hổ tướng gây tranh cãi nhất là Mã Siêu, là một danh tướng, ông có năng lực phi thường, được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên phẩm hạnh cá nhân của ông lại bị người khác chỉ trích. Tại sao một người như vậy lại được là anh hùng của La Quán Trung, lại ở trong quân doanh của Lưu bị một người lấy nhân nghĩa để thu phục thiên hạ? Sau đầu X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về ngũ hổ tướng Mã Siêu. Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, từng là chư hầu khét tiếng Tây Lương, sau trở thành một viên hổ tướng dưới trướng Lưu bị vào thời Tam Quốc. Tam Quốc diễn nghĩa, miêu tả Mã Siêu là mặt như mũ ngọc, mắt như sao xa, thân hổ, tay khỉ, bụng hổ, eo sói. Theo quan điểm thời bấy giờ, Mã Siêu được coi là một người tuấn tú khôi ngôi, dũng cảm vô địch. Do Mã Siêu rất thích mặc màu trắng nên còn có biệt danh là Cẩm Mã Siêu. Việc La Quán Trung, tác giả của Tam Quốc diễn nghĩa, miêu tả Mã Siêu như vậy có lẽ là vì để bôi xấu Tào Tháo hoặc vì một ý đồ nào khác. Bởi lẽ, theo những gì được ghi chép, Tam Quốc Chí, cuốn sử được cho là chính xác nhất về thời Tam Quốc, thì Mã Siêu không phải là một nhân vật uy phong lẫm liệt đến như vậy. Ngược lại, Mã Siêu là một kẻ đầy dã tâm, tàn bạo những ít mưu lược, hành động không thể coi là một người tốt chứ đừng nói là một anh hùng oai phong lẫm liệt như mô tả của Tam Quốc diễn nghĩa. Các nhà phê bình có rất nhiều nhận xét chê đạo đức làm người của Mã Siêu. Một là bất nhân, bất hiếu. Phụ thân của Mã Siêu là Mã Đằng, là hậu duệ của vị tướng nổi tiếng của nhà Hán là Mã Viên, nhưng gia tộc sa sút khi thời thế thay đổi. Mã Đằng cũng tay trắng dựng lại cơ nghiệp từ đầu như Lưu Bị. Ông dựa vào việc buôn bán gỗ cùng với Hàn Toại trở thành lãnh chúa của Tây Lương. Mã Siêu sinh ra vào giai đoạn này. Mặc dù Lữ Bố mang tiếng ác là Gia Nô Ba Họ, nhưng việc đổi chủ thực sự diễn ra khá phổ biến vào thời điểm đó. Mã Đằng và Hàn Toại nhiều lần đổi trại. Khi Đồng Trác nhập thành, bọn họ đã theo đầu quân cho Đồng Trác. Mã Đằng được phong làm Trinh Tây tướng quân, Hàn Toại phong làm Trấn Tây tướng quân. Sau khi Đồng Trác chết, Hàn Toại và Mã Đằng đã đụng độ với thuộc hạ của Đồng Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ và đánh bại họ. Sau đó, Hàn Toại và Mã Đằng lại trở mặt với nhau, thậm chí vợ của Mã Đằng đã chết dưới tay Hàn Toại. Hai người chấm dứt mối quan hệ hợp tác và trở thành kẻ thù của nhau. Lúc này Mã Siêu đã trưởng thành. Khi Tào Tháo chớp lấy thời cơ, lấy danh thiên tử, hiệu lệnh chư hầu, đã cử Trung Do đến thuyết phục Hàn Toại và Mã Đằng, xoa dịu mâu thuẫn giữa họ, đồng thời thuyết phục họ phục tùng lòng trung thành của Tào Tháo. Mã Siêu cũng bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Ông đã có những màn thể hiện xuất sắc trước và sau trận Quan Độ. 24 tuổi, ông trở thành Tư lệnh Hiệu úy Đốc quân Tổng sự. Dưới sự chỉ huy của Mã Siêu, đội quân Tây Lương dũng cảm và thiện chiến. Sau khi phương Bắc bình định, Tào Tháo tìm người thuyết phục Mã Đằng ở lại kinh thành làm quan, còn phong quan cho các con trai của Mã Đằng. Tuy nhiên, Mã Siêu từ chối nhậm chức. Sau đó, Tào Tháo nhượng bộ, phong Mã Siêu làm tướng một phần của quân Tây Lương. Năm 211 sau Công Nguyên, để đánh chiếm Hán Trung, Tào Tháo đã tấn công Trương Lỗ. Mục đích của hành động này là nhằm đưa Ích Châu vào bước tiếp theo. Các sứ quân Quan Tây do Mã Siêu đứng đầu nghĩ rằng ông ta sẽ tấn công Lương Châu. Để tập hợp quân đội, Mã Siêu thậm chí còn tìm gặp Hàn Toại, người có thù với mình vì đã giết mẹ mình, viết một bức thư gửi cho Hàn Toại, trong thư là sự tâng bốc đến cực điểm, và nhận Hàn Toại là cha của mình. Dường như đã quên mất mẹ của mình đã bị Hàn Toại giết hại như thế nào, hành động như vậy bị xã hội lên án, chưa kể đến thời điểm mà chữ hiếu được đề cao. Chưa kể đến mẹ mình, Mã Siêu cũng không quan tâm đến cha và các anh trai. Bản thân Mã Siêu đã nổi dậy ở Lương Châu, nhưng cha của ông là Mã Đằng và các anh trai Mã Đại và Mã Tú đều ở Kinh Đô và chịu sự kiểm soát của Tào Tháo. Tào Tháo cho rằng Mã Siêu tạo phản nên đã giết chết Mã Đằng và hai anh trai Mã Siêu với tội danh tạo phản. Có thể nói rằng chính Mã Siêu đã cưỡng bức cha và hai người anh cho đến chết. Hai là không trung thực. Tào Tháo bắt đầu dẫn quân đi dẹp loạn, trận Tống Quan nổ ra. Trận chiến này cũng cho thấy mặt tàn nhẫn của Mã Siêu, ông ta đã hạ mình trong cuộc chiến, và thậm chí còn dẫn đầu đội kỵ binh Tây Lương để đốt, giết và cướp bóc người dân. Mã Siêu vẫn có khoảng cách với Tào Tháo về chiến lược. Khi đại quân sụp đổ, ông phải dẫn tàn quân đến nương tựa Trương Lỗ ở Hán Trung. Sau khi nương tựa Trương Lỗ, lẽ ra Mã Siêu phải thành thật và trung thành với Trương Lỗ, nhưng một thời gian sau không thể ở lại Hán Trung được nữa, chỉ có thể chạy trốn đến Tây Xuyên. Trong khi chạy trốn, để tìm chỗ đứng vững chắc, Mã Siêu đã gửi thư cho Lưu Bị bày tỏ ý định đầu hàng. Danh tiếng của Mã Siêu lúc đó đã rất tệ, nhưng Lưu Bị vẫn đồng ý đưa ông ta về dưới trướng, để ông ta làm tả tướng quân, nổi tiếng như Quan Vũ và Trương Phi, và sau này Mã Siêu trở thành đại tướng quân. Dù đã có nơi ăn trốn ở và danh nghiệp, nhưng tính xấu của Mã Siêu vẫn không hề thay đổi. Ông ta có một người bạn thân tên là Bàng Giảng, hai người họ có quan hệ cá nhân rất tốt.
Một khi Bàng Dạng bị chuyển đến một vùng sâu vùng xa để làm quan, đã ấy đã không vui. Trước khi đi, hắn đã bức xúc và nói chuyện với Mã Siêu: "Đế, nãy lão cách hoang bội, ý là đế là kẻ làm loạn năm xưa." Bàng Dạng dám nói điều này vì ông ấy tin tưởng Mã Siêu, nhưng Mã Siêu đã phản bội lại sự tin tưởng này và quay lại và nói với Lưu Bị những gì ông ta đã nói. Lưu Bị đương nhiên rất tức giận, ra lệnh xử tử Bàng Dạng. Sau sự việc này thì Mã Siêu càng tai tiếng, rốt cuộc ai dám kết giao với kẻ bất nhân như vậy? Nhiều người có thể thắc mắc, tại sao một Mã Siêu bất nhân bất nghĩa như vậy lại có thể trở thành một trong ngũ hổ tướng? Trương Phi và Mã Siêu đều là tướng của Thục Hán, nhưng Trương Phi đi theo Lưu Bị từ khi mới lập nghiệp, lập được rất nhiều thành tích, ngược lại Mã Siêu chỉ là hàng tướng, nhưng Mã Siêu lại được Lưu Bị trọng dụng là một trong ngũ hổ tướng, sau đó là tướng soái. Có những lý do sâu xa cho việc này, trước hết là lúc đó Lưu Bị đang khát nhân tài, còn Mã Siêu thì đang trong bước đường cùng, nên Lưu Bị đưa ông ta về dưới trướng, để thiên hạ thấy việc trọng dụng nhân tài của Lưu Bị, và hạn chế những ràng buộc trước kia khi trọng dụng nhân tài. Chỉ coi trọng tài năng và thực lực chứ không coi trọng phẩm chất, để Lưu Bị thu hút thêm nhân tài. Đồng thời, Lưu Bị cũng thích dòng dõi của Mã Siêu, bởi vì lúc đó Lưu Bị đang dương cao ngọn cờ phục hưng nhà Hán, và đương nhiên ông phải thu phục được các công tử và dòng dõi quân thần trung thành với nhà Hán, dùng ảnh hưởng của họ để tán thành sự nghiệp của mình. Tổ tiên của Mã Siêu là Mã Viên, cũng là một trong những tướng quân trung thành của Hán Triều, người mà Lưu Bị cũng rất nể trọng. Dù có năng lực đến đâu cũng không thể tiến xa nếu đạo đức cá nhân thấp kém, Mã Siêu là một điển hình. Mặc dù Lưu Bị coi trọng khả năng và địa vị cao quý của mình mà thu nhận, nhưng không thể cho Mã Siêu nhiều thực lực trong chiến đấu. Bởi vì tiếng tăm của Mã Siêu thực sự cũng không kém hơn Lữ Bố bao nhiêu, còn Lưu Bị vẫn cần duy trì hình tượng về trọng nhân nghĩa, cũng không muốn người đời dị nghị nên không muốn ban cho Mã Siêu nhiều thực lực. Vì vậy, Mã Siêu đã trở thành một người thừa trong doanh trại Thục Hán, không có cơ hội để được ra trận và cuối cùng chết trong trầm cảm. Tuy nhiên có ý kiến còn cho rằng, nếu như Mã Siêu không mất sớm mà có thể sống tới khi Gia Cát Lượng Bắc phạt Tào Ngụy thì với tài năng của mình, ông có thể giúp Thục Hán nhất thống Trung Nguyên, phục hưng cơ nghiệp của Hán Thất. X51 Story luận bàn về quan điểm này. Trong phạm vi của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngay cả khi không qua đời sớm và góp mặt trong chiến dịch Bắc phạt, Mã Siêu cũng khó có thể thay đổi kết cục thất bại của phe Thục Hán vì những lý do dưới đây. Nguyên nhân thứ nhất, thời đại Hoàng Kim uy chấn Tây Lương của Mã Siêu đã sớm lùi vào quá khứ. Sinh thời, Mã Siêu xuất thân là chư hầu Tây Lương, hậu duệ của tướng quân Mã Viện. Ông từng tiếp quản quân đội của Mã Đằng và cùng Hàn Toại đối đầu với Tào Tháo. Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp ấy, Mã Siêu từng chiếm được Đồng Quan, Trường An. Năm xưa, Tào Tháo từng tự mình dẫn theo đại quân cùng Mã Siêu đại chiến, khó khăn lắm mới có thể có được thắng lợi. Cho nên có thể nói rằng, ở Tây Lương vào thời điểm bấy giờ, Mã Siêu chính là một đại nhân vật, thủ hạ dưới trướng có tới mấy trăm ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Ngay tới người Khương cũng phải kính trọng mà tôn sùng ông là thần uy thiên tướng quân. Thế nhưng kể từ sau khi quy thuận Lưu Bị, sự nghiệp viên tướng họ Mã này tựa như mặt trời lặn đằng Tây. Cha ruột là Mã Đằng cùng hai anh em họ Mã Hưu, Mã Thiết đều bị Tào Tháo giết chết. Ngay tới vợ con và thân nhân cũng bị hại, phó tướng Bảng Đức còn quy thuận quân Tào. Duy chỉ còn lại người em trai Mã Đại là theo anh nương nhờ Thục Hán. Bấy giờ, dù cho ông vẫn còn uy danh nhất định ở Tây Lương thì kể từ sau khi quy thuận Lưu Bị, uy tín cũng đã dần giảm sút. Khó có thể không thừa nhận rằng, thời đại lẫy lừng của Mã Siêu đã sớm lùi vào quá khứ. Do đó dù cho còn sống tới lúc Khổng Minh Bắc phạt, ông cũng khó có thể khiến quân Tây Lương hay người Khương tình nguyện nghe theo mình để chống lại một thế lực hùng mạnh như Tào Ngụy. Nguyên nhân thứ hai, nếu còn sống tới khi Bắc phạt, Mã Siêu cũng đã tuổi cao sức yếu. Được cho là người trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ hổ thượng tướng, ở vào thời điểm qua đời là năm 222, Mã Siêu còn chưa bước qua tuổi 47. Tuy nhiên nếu như sống tới thời điểm Khổng Minh Bắc phạt, ông lúc này cũng đã tuổi ngoài 50. Vào thời cổ đại, độ tuổi ấy đã có thể xem là người già. Năm xưa khi còn trẻ, Mã Siêu theo cha chinh chiến từ năm 17 tuổi. Sau đó vài năm, ông liên tiếp vang danh thiên hạ nhờ hàng loạt chiến tích như chém chết bộ hạ của Đồng Trác, khiến Tào Tháo phải cắt râu, vứt áo để chạy trốn trong trận Đồng Quan, thậm chí còn một mình đấu với dũng sĩ đệ nhất của phe Tào Ngụy là Hứa Trừ. Thế nhưng hết thảy mọi chiến tích lẫy lừng năm ấy đều diễn ra khi ông đang còn ở độ tuổi tráng niên. Mà một Mã Siêu khi đã ngoài ngũ tuần đã sớm bước qua thời kỳ vàng son, nếu muốn tiếp tục chinh chiến ở vị trí xung phong ắt sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả. Nguyên nhân thứ ba, năng lực của một mình Mã Siêu cũng không thể cứu vãn được kết cục thất bại của Thục Hán. Mã Siêu cho dù có sở hữu năng lực lợi hại hơn nữa thì đó cũng chỉ là sức của một người, không cách nào giúp Thục Hán thay đổi kết quả sau cùng. Nhìn lại thời điểm mới tiến hành Bắc phạt lần đầu tiên, không khó để nhận thấy phe Thục Hán chiếm được không ít thuận lợi. Thế nhưng thế cục đã thay đổi theo chiều hướng bất lợi kể từ khi cứ điểm Ngai Đình thất thủ. Trong chiến dịch năm đó, mặc dù không có sự xuất hiện của Mã Siêu,
Nhưng Thục Hán vẫn còn một viên hổ tướng khác là Triệu Vân xuất chiến. Tiếc rằng kết cục cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi. Mặc dù ở vào thời điểm bấy giờ, phe Thục Hán không chịu hao tổn quá lớn. Tuy nhiên mất công xuất quân mà vẫn thu về tay trắng thì đã có thể xem như thất bại. Cho nên dù Mã Siêu còn sống và có thể tham gia lần Bắc phạt đầu tiên này, sức lực của một mình ông cũng rất khó có thể thay đổi sự kiện mấu chốt là Mã Tốc để mất Nhai Đình. Trên thực tế, ảnh hưởng của một viên đại tướng đối với một cuộc chiến tranh là không lớn. Người có thể đưa ra những quyết định thay đổi thế cục chính là nhân vật ở ngôi chủ soái như Gia Cát Lượng hay Tư Mã Y. Hơn nữa, nếu đánh giá dựa trên tương quan quốc lực giữa hai bên, năng lực của Thục Hán khi đó không thể so sánh cùng Tào Ngụy. Đây mới là lý do chủ yếu khiến Gia Cát Lượng nhiều lần bắc phạt mà không thể thu về được gì. Vì vậy, dù cho Mã Siêu không mất sớm và sống tới thời điểm phạt Ngụy thì vai trò của ông và Triệu Vân cũng sẽ giống nhau, đem tới ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là công dụng thực tế. Bởi lẽ, thời kỳ huy hoàng của những vị lão tướng này đều đã sớm lùi vào quá khứ. Vì lý do tuổi tác uy danh, họ khó có thể phát huy uy lực trên chiến trường để làm nên những chiến công oanh liệt như thuở còn tráng niên. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.